để mà điều chỉnh cái thông số trên cái đèn flash mà AM nè mọi người. Mọi người thấy không? Khi mà mở cái đèn lên là đúng không? Nó sẽ nhảy nè. Mình khóa sáng lên cái. Đấy, ETL đúng không? Thì mọi người muốn chỉnh qua cái AM thì mọi người bấm đâu? Mọi người bấm cái nút cạnh này nè, mọi người lấy nè. Đây, trên cái nút xanh này nè. À, nó qua AM nè. Khi mà qua AM mọi người muốn chỉnh cái thông số AM nó thay đổi theo cái nhu cầu của mọi người thì mọi người bấm đâu? Mọi người bấm vào cái mép bìa bên đây nè. Đó. Đây. Mọi người xây nha. Cái này là cái dòng xây để mọi người thay đổi thông số nè. À. Mọi người xây để thay đổi thông số đến một cái thông số nhất định á thì mọi người dừng lại. Còn cái này của mình nó bị lờn này nên là mình xây nó phải nhanh lên xuống nè. Mọi người hiểu không? Đó. Khi mà người xây đến một cái thông số nhất định nó thường mình sẽ để là 1/8 hay 1/16 nha mọi người. Đây. Mọi người lưu lại. Thì đây là chế độ M, mọi người kết hợp cái flash á thì nó lộn gắn vô cái máy ảnh á, thì khi mọi người chỉnh chế độ M á, thì ok. Mọi người phải set thêm cái thông số trong máy ảnh nữa để mà được một cái tấm ảnh mà nó giống như thực tế như thế này nè. Khi mọi người set M, mình sẽ chỉ cho mọi người set cái M luôn nha. Đây, mọi người mặc định cho mình á cái tốc độ là 1/125 đi. Còn cái khẩu này nè, mọi người hạ xuống cho mình. Hạ xuống cho mình tầm khoảng 4.5 hoặc là 5.6, 5.6 cũng được. Thì cái ISO thường thường ở trong môi trường buổi tối mọi người để bao nhiêu là vừa. Là khi mọi người tăng lên nè, mọi người để nha. Thì cái môi trường trong buổi tối thường dao động từ 1.250 đến 1.600 nè. Đó, nó đèn tối đó mọi người tăng nó lên xíu, tăng lên 2.500 cũng được. Đó, tùy theo cái môi trường mà mọi người xác định được cái lượng ánh sáng nó cần bao nhiêu. Đồng thời cái flash này á, khi mọi người chỉnh M, mọi người có thể để là 1/8 đến 1/16 để ít hôm nữa mình có làm có đi chụp thực tế mình sẽ cho mọi người thấy cái set chế độ M. Nhưng mà bây giờ mình không có chế M nữa, mình chỉ set auto thôi, máy tự tính rồi xong rồi mình chỉ bấm theo máy thôi mọi người.